đơn của bảnh đóng MV thì là bảnh muốn là có hình ảnh của bảnh ở quê hương của bảnh thế thôi, chứ bảnh cũng không bao giờ đóng MV hay gì cả mọi người ạ. À, bảnh chỉ ăn chỉ chơi chỉ livestream cho mọi người xem thôi, livestream và quay video, cảm thấy thích thì mình quay video cho mọi người, đăng lên cho mọi người xem thôi, mọi người hiểu không? Anh ngồi xuống chờ đây rồi anh.